Cho tới nay, con người mới chỉ khám phá được 5% bí ẩn ở đại dương bao la. Những loài động vật kỳ lạ khiến chúng ta ngỡ ngàng là minh chứng tốt nhất về những bí ẩn của biển cả. Không chỉ có hình thù khổng lồ hay quái dị, những loài sinh vật này còn vô cùng nguy hiểm với độc độc cực mạnh, những bộ răng sắc lẹm hay khả năng hút máu kinh hoàng. Trong video này, UltraXe chúng mình sẽ gửi đến các bạn thông tin về các sinh vật kỳ dị và to lớn nhất đại dương hiện đại. Lưu ý video được trích dẫn từ Google nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Các bạn có thông tin gì cần góp ý thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ UltraXe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Cá voi xám. Cá voi xám có danh pháp là Erythrius robertus, là một loài cá voi tấm sừng hàm, hàng năm di chuyển giữa khu vực kiếm ăn và sinh sản. Cá voi xám là loài còn sống duy nhất trong chi Erythrius, chi này lại là chi còn sống duy nhất trong họ Erythridae. Loài động vật có vú này có nguồn gốc từ cá voi ăn lập đồ ăn đã phát triển ở đầu thế Oligocene hơn 30 triệu năm trước. Những con cá voi xám phân bố ở vùng đông bắc Thái Bình Dương với số lượng cực kỳ nguy cấp. Số lượng ở Bắc Đại Tây Dương đã bị tuyệt diệt, có thể do nạn săn bắt cá voi trên bờ biển châu Âu trước năm 500 và bờ biển Mỹ khoảng cuối những năm cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 5 năm 2010, việc đột ngột xuất hiện một con cá voi xám đã được xác nhận ngoài khơi bờ biển Israel ở biển Địa Trung Hải, dẫn đến một số nhà khoa học nghĩ rằng họ có thể phục hồi số lượng ở khu vực sinh sản cũ mà không được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Cá voi xám trưởng thành trung bình dài khoảng 12,6m đối với con đực và 13,1m đối với con cái. Chúng đạt chiều dài tối đa khoảng 15,6m. Là loài cá voi di cư, trọng lượng của chúng cũng được quan sát thấy dao động theo mùa. Người ta cho rằng mức tăng cân theo mùa của cá voi xám dao động từ 12 đến 41% khối lượng cơ thể nạc của chúng. Khối lượng trung bình của một con cá voi xám trưởng thành là 22 đến 25 tấn, tối đa là 44 tấn. Cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù có danh pháp khoa học là Megaptera novianglii. Đây là một loài cá voi tấm sừng hàm, là một thành viên của họ Balaenopteridae, là loài duy nhất trong chi Megaptera. Cá voi lưng gù có hình dạng cơ thể đặc biệt, với vây ngực dài và các nút sờn trên đầu. Chúng được biết đến với hành vi khiến chúng trở nên phổ biến với những người xem cá voi. Con đực tạo ra âm thanh được gọi là giống như một bài hát, thường kéo dài từ 4 đến 33 phút. Loài này được tìm thấy trong đại dương và biển trên toàn thế giới. Cá voi lưng gù thường di chuyển khoảng cách lên đến 25.000 km mỗi năm. Chúng chỉ ăn ở vùng cực vào mùa hè và di cư đến vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới để giao phối và sinh sản vào mùa đông. Trong mùa đông, cá voi lưng gù nhịn ăn và tiêu dần số mỡ dự trữ. Chế độ ăn của cá voi lưng gù bao gồm động vật thân mềm và cá. Dù cá voi lưng gù có thể dễ dàng chứa vừa một người trong chiếc miệng khổng lồ dài tới 3 mét, nhưng về mặt khoa học, nó không thể nuốt chửng con người. Cổ họng của cá voi lưng gù lớn bằng đấm tay của con người và chỉ có thể giãn rộng đến 38cm để chứa bữa ăn lớn. Về kích thước của cá voi lưng gù thì với con đực trung bình dài 13m và con cái dài 14m, chúng thường được báo cáo là dài tới 16m, với ít nhất một trường hợp là lên tới 18,6m. Là loài cá voi di cư, trọng lượng của chúng được quan sát thấy dao động theo mùa. Một con cá voi lưng gù dài 16m sẽ nặng khoảng 60 tấn và một mẫu vật dài 18,6m sẽ nặng 93 tấn. Trọng lượng từng phần lớn nhất là 43 tấn đối với một con cá voi cái dài 13,8m. Có một số nguồn cho rằng có một số cá thể có thể đạt chiều dài lên tới 18,6m, nhưng vẫn chưa có bằng chứng chứng minh cá voi lưng gù đạt đến kích thước như vậy. Ước tính 16m có vẻ thực tế hơn nhiều. Cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương. Cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương hay cá voi trơn Bắc Thái Bình Dương có danh pháp khoa học là Eubalaena zabodica, là một loài thuộc cá voi trơn Balaenidae. Cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương là loài cá voi tấm sừng hàm rất lớn, có chiều dài từ 15 đến 17m, nặng từ 60 đến 80 tấn. Về chiều dài tối đa, cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương lớn nhất từng được cân là một cá thể nặng 107 tấn, dài 17,4 mét. Khi điều chỉnh sẽ nặng 114 tấn. Đây là lần đầu tiên chúng ta có phép đo trực tiếp cho một con cá voi, mà không phải cá voi xanh nặng hơn 100 tấn. Rất có thể những con cá voi đầu bò dài hơn thường nặng khoảng khối lượng này hoặc lớn hơn. Cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương là một loài đang nguy cấp và cực kỳ nguy hiếm. Ở các tiểu vùng phía đông Bắc Thái Bình Dương, số lượng cá voi đầu bò còn lại khoảng 50 con, trong khi đó ở phía Tây chỉ còn dưới 100 con. Trước năm 1835 là sự khởi đầu của việc săn cá voi thương mại.
có tới hơn 20.000 con cá voi sống ở Bắc Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Sinh học Đa dạng, đây là loài cá voi nguy cấp nhất trên trái đất do có các hoạt động phi pháp vẫn diễn ra liên tục, khiến số lượng cá voi ngày càng tụt giảm nghiêm trọng. Do bị săn bắn gần đến mức tuyệt chủng, số lượng cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương đang ngày càng suy giảm. Các nhà khoa học đang kêu gọi cộng đồng cần hành động ngay lập tức để giữ lại sự sống cho loài cá voi này. Một báo cáo từ Tổ chức Môi trường Biển Oceana cho biết, trừ khi có biện pháp bảo vệ được ban hành, nếu không cá voi đầu bò Bắc Thái Bình Dương sẽ khó có khả năng sinh sôi. Số lượng cá voi đầu bò chỉ còn khoảng hơn 400 cá thể và chưa tới 25% là những con cái đủ tuổi sinh sản. Cá nhà tán. Cá nhà tán, có danh pháp là Physeter macrocephalus, là một loài động vật có vú sống trong môi trường nước ở biển, thuộc bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng và là thành viên duy nhất của chi cùng tên. Cá nhà tán đã từng có tên khoa học là Physeter catodon. Nó là một trong ba loài còn tồn tại của siêu họ cá nhà tán, cùng với cá nhà tán nhỏ Cogia briviceps và cá nhà tán lùn Cogia sima. Trước đây, cá nhà tán được gọi là cá răng trong suốt từ đầu thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 20. Cá nhà tán thường xuyên bị săn bắt để lấy các sản phẩm như dầu cá, dùng để làm nến, xà phòng, mỹ phẩm, dầu máy và lông diên hương. Đánh bắt cá voi đã là một ngành công nghiệp lớn nhất thế kỷ 19, như được tường thuật trong tiểu thuyết Moby Dick. Do kích thước lớn, đôi khi cá nhà tán có thể chống trả lại những kẻ săn bắt nó. Điển hình như vào năm 1820, một con cá nhà tán đã tấn công và đánh chìm chiếc tàu săn cá voi mang tên Essex. Hiện nay, IUCN xếp cá nhà tán vào danh sách các loài dễ thương tổn. Cá nhà tán là loài lớn nhất trong họ cá voi đăng cưa, là loài động vật lớn nhất còn tồn tại nhưng không phải cá voi thuần, và là một trong những loài động vật có răng lớn nhất trong lịch sử trái đất. Cá nhà tán là loài cá voi có sự di hình giới tính nhất, với con đực trưởng thành về mặt thể chất dài hơn 40% và nặng gấp đôi con cái. Con cái trưởng thành về mặt thể chất ở độ tuổi khoảng 30 và trung bình dài từ 11m và nặng khoảng 14 tấn. Chúng đạt kích thước tối đa khoảng 12m và nặng 20 tấn. Để so sánh, con đực trưởng thành khi chúng gần 50 tuổi với chiều dài trung bình là 16m và nặng 43 tấn. Những con đực lớn đặc biệt có thể dài tới 18m hoặc có thể là dài hơn. Cá thể lớn nhất được cân là một mẫu vật dài 18,1m, nặng 50,10 tấn. Khi điều chỉnh theo lượng chất lỏng bị mất, con vật còn nguyên vẹn rất có thể nặng ít nhất 63 tấn. Tuy nhiên, đây chỉ là con cá nhà tán lớn nhất từng được cân, còn có ghi chép về những con cá lớn hơn nữa. Cá nhà tán lớn nhất trong hồ sơ săn bắt cá voi là một con đực dài 24 mét, bị bắt ở Nam Thái Bình Dương vào năm 1933. Độ tin cậy của nguồn này bị thách thức vì đó là một ngoại lệ quá lớn, và hồ sơ săn bắt cá voi có xu hướng phóng đại kích thước của một số cá thể do hạn ngạch hoặc lỗi đo lường. Ngoài báo cáo đó, còn có hồ sơ về 8 con cá đực khác có chiều dài từ 22,8 đến 22,9 mét. Con cá nhà tán lớn nhất được giới học thuật chấp nhận rộng rãi là một con cá đực dài 20,7 mét, bị bắt vào năm 1950 ngoài khơi quần đảo Kurin. Mẫu vật này được đo chính thức bằng các kỹ thuật tiêu chuẩn và được kỷ lục Guinness công nhận. Độ tin cậy với những con cá nhà tán với chiều dài tương đương được hỗ trợ thêm bởi xương hàm thuộc sở hữu của Bảo tàng săn bắt cá voi Nantucket, Bảo tàng New Bedford 5,2 mét, Bảo tàng lịch sử tự nhiên London 5 mét và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Đại học Oxford 4,7 mét. Ở những con đực, hàm luôn được đo với khoảng 25% tổng chiều dài của chúng. Những mẫu vật trong bảo tàng này có thể thuộc về những cá thể có chiều dài từ 18,8 mét ở Bảo tàng Oxford đến 22 mét ở Bảo tàng Nantucket. Dù bằng cách nào, điều này cung cấp thêm bằng chứng vật lý về cá nhà tán đực đạt chiều dài 20 mét. Cá voi đầu công. Cá voi đầu công có danh pháp là Balaena micticetus, là một loài cá voi tấm sừng thuộc họ Balaenidae và là loài đại diện còn sống duy nhất của chi Balaena. Đây là loài cá voi tấm sừng duy nhất đặc hữu ở vùng biển Bắc Cực và cận Bắc Cực và được đặt tên theo hộp sọ hình tam giác lớn đặc trưng của nó mà nó sử dụng để phá vỡ băng Bắc Cực. Các tên gọi thông thường khác của loài này bao gồm cá voi đầu bò Greenland, cá voi Bắc Cực, cá voi Nga. Cá voi đầu công là động vật có vú sống lâu nhất và có miệng lớn nhất trong số các loài động vật. Cá voi đầu công có thân hình to lớn, khỏe mạnh, sẫm màu và cằm trắng. Nó có hộp sọ hình tam giác lớn dùng để phá băng Bắc Cực để thở. Cá voi đầu công dài nhất được đo được gần 18 mét, nhưng các báo cáo về một số con cá voi dài hơn 20 mét cũng đã từng xuất hiện, từ các lần nhìn thấy vào thế kỷ 19 và các ghi chép đương thời của thợ săn người Inuit. Có rất ít các chuyên gia bác bỏ rằng cá voi đầu công có thể dài hơn 20 mét, do thiếu tập dữ liệu đáng tin cậy để so sánh như chúng ta làm với cá nhà tán hoặc cá voi xanh. Theo thuyền trưởng William Scobie Jr., con cá voi đầu công dài nhất mà ông đo được là 17,7 mét, trong khi phép đo dài nhất mà ông từng nghe là 20,4 mét, được đánh bắt tại Gotland, Greenland vào đầu năm 1813.
Ông cũng đã đối về một con cá voi được đánh bắt ở gần Spitsbergen vào năm 1800, được cho là dài gần 21,3 mét. Năm 1850, một tàu của Mỹ đã tuyên bố đánh bắt được một cá thể dài 24,54 mét ở Tây Bắc Cực. Những chiều dài được đo này vẫn còn là điều đáng nghi ngờ. Con cá voi dài nhất được đo là một con đực dài 16,2 mét và một con cái dài 18 mét. Cả hai đều được đưa vào bờ ở Alaska. Trung bình cá voi đầu công cái lớn hơn cá voi đầu công đực. Để suy ra khối lượng của cá voi đầu công từng bị đánh bắt trong lịch sử, chúng ta cần chuyển đổi sản lượng dầu của từng cá thể để tính trọng lượng mỡ của chúng. Thể tích dầu cá voi đầu công được đo bằng thùng và cần 193,4 kg mỡ để tạo ra một thùng. Mỡ chiếm khoảng 44% khối lượng của một con cá voi đầu công. Do đó, khoảng 228 thùng dầu sẽ là lượng dự trữ từ một con cá voi đầu công nặng 100 tấn. Hồ sơ về việc cá voi đầu công cung cấp 250 thùng hoặc nhiều hơn đã được ghi chép đầy đủ. Thậm chí còn có một số trường hợp cá thể cung cấp 375 thùng, tương đương với một con vật nặng 164 tấn. Giả sử rằng thể tích cụ thể được đo là chính xác, hồ sơ này cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho sự tồn tại của những cá thể dài hơn 20 mét, được các nhà thám hiểm và nhân chứng người Inuit báo cáo. Cá voi đầu công là mục tiêu săn bắt cá voi ban đầu. Quần thể của chúng đã bị suy giảm nghiêm trọng trước khi lệnh tạm dừng vào năm 1966, được thông qua để bảo vệ loài này. Trong số 5 quần thể cá voi đầu công, bao quần thể được liệt kê là nguy cấp, một quần thể là dễ bị tổn thương và một quần thể là rủi ro thấp hơn, phụ thuộc vào bảo tồn. Theo sách đỏ IUCN, quần thể toàn cầu được đánh giá là ít quan tâm nhất. Cá voi vây. Cá voi vây có danh pháp khoa học là Balaenoptera physalis, còn được gọi là cá voi lưng xám, là một loài động vật có vú sống ở biển thuộc phân bộ cá voi tấm sừng hàm. Chúng là loài cá voi và loài động vật còn tồn tại lớn thứ hai sau cá voi xanh. Cá voi vây thuộc họ Balaenopteridae, cùng họ với cá voi lưng gù và cá voi xanh. Họ này tách ra từ phân bộ Mythic City, tồn tại từ giữa thế Miocene. Giống loài lai giữa cá voi xanh và cá voi vây được cho rằng tồn tại ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương. Bằng chứng gần đây về DNA chỉ ra rằng cá voi vây có thể còn có họ hàng gần gũi với cá voi xám và cá voi lưng gù, hai loài cá voi thuộc hai chi khác nhau, cũng như là cá voi mũi nhọn. Nếu các nghiên cứu trong tương lai khẳng định điều này, thì sự phân loại này có thể phải điều chỉnh. Như đã nói thì cá voi vây được cho là loài cá voi lớn thứ hai còn tồn tại, chỉ xếp sau cá voi xanh, có khoảng 4 phân loài giữa Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương, Nam Cực và phân loài lùn. Loài lớn nhất trong số chúng là cá voi vây Nam Cực, trung bình dài từ 21 đến 22 mét khi trưởng thành và thường có thể dài hơn 24 mét. Cá thể cái lớn hơn cá thể đực một chút. Cá thể lớn nhất được xác nhận về mặt khoa học là một con cái dài 25,9 mét, nhưng các báo cáo về mẫu vật dài 27,3 mét thường được trích dẫn từ nhiều nguồn. Ở Bắc Đại Tây Dương, con dài nhất được báo cáo là một con đực 24,4 mét, bắt được ngoài khơi Sydney vào năm 1905 và một con cái dài 25 mét bắt được ngoài khơi Scotland vào khoảng giữa năm 1908 và 1914, trong khi con dài nhất đo được là ba con đực 20,7 mét ở ngoài khơi Iceland vào năm 1973 đến 1974 và một con cái dài 22,5 mét cũng ở ngoài khơi Iceland vào năm 1975. Ở Bắc Thái Bình Dương, con dài nhất được báo cáo là ba con đực dài 22,9 mét, hai con ở ngoài khơi California từ năm 1919 đến năm 1926 và con còn lại đánh bắt ngoài khơi Alaska vào năm 1925 và một con cái dài 24,7 mét cũng đánh bắt ngoài khơi California, trong khi con dài nhất được đo là một con đực dài 21 mét bắt ở ngoài khơi British Columbia vào năm 1959 và một con cái dài 22,9 mét ở ngoài khơi trung tâm California từ năm 1959 đến năm 1970. Cá voi xanh. Cá voi xanh có danh pháp khoa học là Balaenoptera musculus, hay còn được biết đến với cái tên là cá ông, là một loài cá voi thuộc phân họ cá voi tấm sừng hàm. Cá voi xanh cũng thuộc về họ Balaenopteridae. Họ này bao gồm cá voi lưng gù và cá voi vây. Balaenopteridae được cho là đã tách ra từ các họ khác của phân bộ cá voi tấm sừng hàm vào giữa thế Oligocene khoảng 28 triệu năm trước. Trước thế kỷ 20, cá voi xanh tồn tại với số lượng cá thể lớn ở hầu hết các đại dương trên thế giới. Nhưng hơn 100 năm qua, chúng bị săn bắt đến mức gần như tuyệt chủng, cho đến khi được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế vào năm 1966. Theo một báo cáo vào năm 2002, có xấp xỉ 5.000 đến 12.000 cá thể sống trên toàn thế giới, bao gồm ít nhất 5 nhóm. Trước khi bị săn bắt ráo riết, quần thể cá voi xanh lớn nhất ở vùng biển Nam Cực có khoảng 239.000 cá thể, các quần thể nhỏ hơn khác khoảng 2.000 cá thể, tập trung ở vùng biển Đông Bắc Thái Bình Dương, Nam Cực. Có hai quần thể khác nhau ở Bắc Đại Tây Dương và ít nhất hai quần thể nữa ở Nam Bán Cầu. Năm 2014, số lượng cá voi xanh tại California
đã hồi phục đến mức gần như trước thời kỳ săn bắt. Cá vô xanh là loài động vật lớn nhất từng được biết đến còn sống trên trái đất, với kích thước trung bình từ 29,9 đến 33,26 mét và nặng tối đa là 190 tấn. Có nhiều phân loại của sinh vật này, phân loại cá vô xanh lùng và Bắc Ấn Độ là nhỏ nhất, trung bình dài 21 đến 22 mét, tối đa là 24,1 mét. Phân loại cá vô xanh Chile trung bình dài 23,5 mét với chiều dài tối đa là 25,6 mét. Cá vô xanh Bắc Bán Cầu trung bình dài từ 22 đến 24 mét với chiều dài tối đa khoảng 27 mét ở Bắc Thái Bình Dương và 28 mét ở Bắc Đại Tây Dương. Lớn nhất là phân loại cá vô xanh Nam Cực, nơi những con trưởng thành có chiều dài trung bình từ 24 đến 26 mét. Giống như cá vôi vây thì cá vô xanh đực nhỏ hơn con cái một chút. Con cá vô xanh lớn nhất được giới khoa học đo được là một con cái Nam Cực dài 29,9 mét. Tuy nhiên, các thành viên của cộng đồng khoa học khá công nhận rằng những con cá vôi xanh lớn nhất trong lịch sử phát triển quá 30 mét. Điều này chủ yếu là do tính nhất quán của dữ liệu săn bắt cá vôi và các nguồn khác. Trong khoảng thời gian từ năm 1916 đến năm 1949, 88 con cá vôi xanh dài từ 30 đến 33 mét đã được báo cáo ở Nam Bán Cầu. Con lớn nhất từng được ghi nhận là một con cái bị bắt ngoài khơi Nam Georgia vào năm 1909, có chiều dài là 33,58 mét. Tương tự như cá dạ tán dài 24 mét, tuyên bố này có nhiều nghi ngờ vì nó xuất phát từ hồ sơ săn bắt cá vôi trước những năm 1920, nhưng được các tác giả chấp nhận tương đối nhiều hơn. Tuyên bố về cá vôi xanh dài 33,58 mét, mặc dù rất lớn, nhưng tương đối ít vô lý hơn so với tuyên bố về cá nhà tán. Có một số thông tin có thể một số bạn chưa biết, thì cá vôi xanh từng mất ngôi động vật lớn nhất hành tinh, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi vào tháng 8 năm ngoái, một nhóm nhà cổ sinh vật học thông báo phát hiện xương hóa thạch của loài cá vôi cổ đại khổng lồ, có tên là cá vôi Berucetus, có thể nặng hơn 200 tấn, biến nó thành động vật nặng nhất từng sống trên trái đất. Nhưng trong nghiên cứu mới, Bjornsson và Motani xem xét những loài cá vôi còn sống, do không thể đưa cá vôi xanh còn sống lên bàn cân, chưa có ai đo chính xác được trọng lượng của nó. Nhóm nghiên cứu đã soát dữ liệu thu thập bởi các tàu đánh bắt cá vôi Nhật Bản vào thập niên 1940 và sử dụng thông tin đó làm nền tảng cho ước tính mới. Họ cũng tạo ra mô hình 3D của cá vôi xanh, dùng là mô hình của Berucetus. Với cách tiếp cận này, họ ước tính Berucetus nặng 60 đến 70 tấn, ít hơn nhiều so với kết luận trước đó. Họ nói Berucetus vẫn là một phát hiện lớn, dù có kích thước nhỏ hơn kết luận trước. Giới cổ sinh vật học từ lâu cho rằng cá vôi tiến hóa với kích thước khổng lồ chỉ trong vài triệu năm. Ngay cả nặng 60 tấn, Berucetus vẫn là gã khổng lồ trong số những loài cá vôi thời kỳ đầu. Cá tầm beluga. Cá tầm beluga hay còn được gọi là cá tầm trắng hoặc cá tầm lớn, có danh pháp là Huso Huso, là một loài cá di cư trong họ cá tầm Acibenceridae. Loài này chủ yếu được tìm thấy ở khu vực biển Caspi và Biển Đen, và trước đây là ở biển Adriatic. Kỷ lục được chấp nhận lớn nhất của một con cá cái được bắt vào năm 1827 ở cửa sông Volga với trọng lượng 1,5 tấn và dài 7,2 mét. Một mẫu vật khác được cho là nặng 1,2 tấn và dài 6,1 mét. Những tuyên bố về chiều dài lớn hơn 10 mét hoặc thậm chí 12 mét và trọng lượng từ 2 đến 2,5 tấn hoặc thậm chí là 3 tấn. Nhưng kích thước này vẫn còn gây tranh cãi và chưa được xác nhận. Cá cái thường là mục tiêu của những người câu cá thương mại về trứng cá muối beluga tạo ra. Cá tầm beluga có thể sống tới 150 năm. Số lượng của loài này đang suy giảm mạnh do việc đánh bắt quá mức. Điều này làm cho nhiều quốc gia thực hiện việc nghiêm cấm hoạt động thương mại các sản phẩm từ loài cá này. IUCN phân loại cá tầm beluga thuộc loài nguy cấp. Nó là loài được bảo vệ được liệt kê trong danh sách của phụ lục 2 của Công ước Bern và việc buôn bán sản phẩm từ đó bị cấm trong phụ lục 2 của CITES. Quần thể địa trung hải được bảo vệ mạnh mẽ theo phụ lục 2 của Công ước Bern này. Trong đó, người ta ngăn cấm bất kỳ việc đánh bắt quốc tế nào đối với chúng. Cục Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu trứng cá tầm beluga và các sản phẩm khác từ loài cá này có nguồn gốc từ biển Caspi kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2005. Cá mặt trời khổng lồ. Cá mặt trời khổng lồ hoặc cá mặt trời đầu gỗ ghê có danh pháp là Mola alexandrini, còn được gọi là cá mặt trời Ramsay hoặc cá mặt trời phương Nam, là một loài cá thuộc họ Molidae. Nó có quan hệ họ hàng gần với loài Mola Mola được biết đến rộng rãi hơn và được tìm thấy ở Nam Bán Cầu. Theo một nghiên cứu mới đây, con cá mặt trời nặng gần 3 tấn được phát hiện gần một hòn đảo của Bồ Đào Nha đã lập kỷ lục thế giới mới về cân nặng, được phát hiện khi nó trôi vào bờ biển của đảo Phaion thuộc quần đảo Azores, một nhóm đảo của Bồ Đào Nha ở Bắc Đại Tây Dương. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành mổ xác của con cá mặt trời khổng lồ và trình bày chi tiết kết quả cho một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sinh học Cá. Con cá khổng lồ cao khoảng 3,6 mét và dài khoảng 3,5 mét, nặng 2,7 tấn. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích thành phần trong dạ dày của cá thái dương và lấy mẫu ADN của nó.
Kỷ lục thế giới trước đây thuộc về một con cá thái dương được đánh bắt ở Nhật Bản vào năm 1996, nặng khoảng 2,3 tấn. Cá thái dương có cơ thể giòn và thường phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, bề mặt đại dương. Điều này mà các nhà khoa học tin rằng nó là cách chúng tự sưởi ấm sau thời gian dài lặn xuống vùng nước tối lạnh giá để kiếm ăn. Chúng sử dụng những chiếc vây khổng lồ của mình để di chuyển trên mặt nước trước khi nằm ngang. Mặc dù nhiều loài cá trong danh sách này rất khó nắm bắt, nhưng không có gì lạ khi chúng ta thấy những loài cá Osteichthyes nằm nghiêng mình ngay dưới ánh mặt trời trên khắp các đại dương ở Nam Bán Cầu. Các nhà khoa học tin rằng loài cá lặn sâu trong nước lạnh để bắt con mồi, trong khi đó mông biển ăn các ký sinh trùng có trên chúng. Cá thái dương đại dương. Cá thái dương đại dương có danh pháp là Mola Mola, còn được gọi là cá Mola. Loài cá này sống ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên toàn cầu, có đầu béo và thân gầy. Cơ thể của cá thái dương là một cái đầu lớn có vây, có thể đo lường chiều dài lên đến 3,3 mét và trọng lượng tối đa là 2,3 tấn. Mặc dù nó thường dao động trong khoảng từ 247 kg cho đến 2 tấn, da của chúng được bao phủ bởi một lớp chất nhờn có kết cấu giống như dây nhám. Nó khá dày và không có vảy. Màu sắc của nó có thể thay đổi theo các sắc thái khác nhau như xám, nâu và xám bạc. Chúng thường có bụng màu trắng và có một số con có các đốm trắng cả ở vây bên và vây lưng. Nếu chúng ta so sánh chúng với các loại cá khác, cá thái dương không có nhiều đốt sống và thiếu dây thần kinh và một cái bụng bơi. Do đó, loại cá này là một loài rất hiếm, có hình thái khác với các loài thông thường. Vây lưng và vây hậu môn dài và vây ngực nằm cạnh vây lưng. Một phần kỳ lạ khác mà loài cá này có là thay vì có vây đuôi, nó có một cái đuôi dùng làm bánh lái và kéo dài từ mép sau của vây lưng đến mép sau của vây hậu môn. Cá thái dương được tìm thấy trên khắp thế giới. Tuy nhiên, các khu vực mà quần thể của chúng cao nhất là ở khu vực ôn đới và nhiệt đới của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Ở những nơi này, môi trường sống của chúng tương ứng với các đạn san hô sâu và các thảm tảo ngoài biển khơi. Cá mập báu. Cá mập báu còn được gọi là cá mập hoa, cá mập hổ, cá nhâm hổ với tên khoa học là Galeocerdo cuvia, là loài cá mập duy nhất thuộc chi cá mập trồng Galeocerdo. Họ có mập mắt trắng các Carinidae. Loài này được tìm thấy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, từ tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ đến Mazatlan ở Mexico. Cá mập báu từng đạt chiều dài trưởng thành từ 3,5 đến 4,7 mét và nặng từ 300 đến 900 kg. Loài cá mập thân mảnh này có thể được nhận dạng ngay lập tức bằng hoa văn nổi bật, gồm các vệt đen giống như chân ngựa và các đốm lớn trên lưng. Từ đó chúng có tên gọi thông thường là cá mập báu. Những đàn cá mập báu lớn thường được thấy ở các vịnh và cửa sông, bơi qua các bãi cát hoặc bùn hoặc các khu vực đại đất đá gần các bãi tảo bẹ và đàn san hô. Chúng phổ biến nhất ở gần bờ biển trong vùng nước sâu dưới 4 mét. Cá mập báu hầu như không gây nguy hiểm cho con người. Có một ghi chép duy nhất từ năm 1955 về một con cá mập báu quấy rối một thợ lặn bằng cách làm chảy máu mũi. Mặc dù không có thương tích nào xảy ra, cá mập báu sống cùng với sự phát triển của con người, có thể tích tụ các chất ô nhiễm như thủy ngân, thuốc trừ sâu trong cơ thể của chúng. Và Sở Cá và Động vật Hoang dã California cảnh báo không nên ăn chúng thường xuyên. Cá nhám đầu búa. Cá nhám đầu búa vây đen hay cá mập đầu búa có tên khoa học là Sphena leguini, là một loài cá nhám búa thuộc họ Sphenidae, được đặt tên theo hình dạng khác thường và đặc biệt của đầu chúng, dẹt về kéo dài theo chiều ngang. Mắt của cá mập nằm ở một trong hai đầu của cấu trúc hình chữ T này, với miệng nhỏ nằm bên dưới. Nó chủ yếu sống ở vùng nước ven biển ôn đới và nhiệt đới, giữa vĩ độ 46 độ Tây và 36 độ Đông, xuống tới độ sâu 500 mét. Loài cá này không thực sự nguy hiểm và thường không tấn công con người. Các loài đã biết có chiều dài từ 0,9 đến 6 mét và nặng khoảng 500 kg. Một mẫu vật được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Florida năm 1906, nặng hơn 680 kg. Loài cá mập này ăn chủ yếu là cá như cá mồi, cá thu và cá chích, và đôi khi thân mềm như mực và bạch tuộc. Mẫu vật lớn nhất cũng có thể ăn các loại cá mập nhỏ hơn như cá mập vảy đen. Tính đến năm 2008, cá nhám búa được xem là bị đe dọa toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy, tại một phần của Đại Tây Dương, số lượng cá mập đầu búa đã giảm trên 95% trong 30 năm qua. Trong số các lý do sụt giảm này có đánh bắt quá mức và sự gia tăng nhu cầu đối với các vị cá mập. Cá mập đầu búa là một loại cá thường bị lấy vây. Có một phát cho các bạn nào chưa biết thì cá nhám đầu búa đã từng xuất hiện trong phim Đi tìm Nemo và Đi tìm Dory với tên là Angkor, và trong phim Siêu nhân Gao với tên là Cá mập đầu búa là cánh tay phải của Gao Hunter. Cá mập Greenland. Cá mập Greenland có danh pháp khoa học là Somnioceus microcephalus, còn có một cái tên khác trong ngôn ngữ của người Inuit là Iqaluxua. Cá mập Greenland là một loài cá săn mồi khổng lồ và là động vật có xương sống lâu đời nhất mà chúng ta biết. Nó có thể dài từ 2,4 đến 7 mét và sống gần 500 năm. Chúng thường sinh sống ở khu vực có độ sâu dưới 2.200 mét và trong vùng nước đóng băng của Bắc Đại Tây Dương, xung quanh Greenland và Iceland.
Nhưng bất chấp kích thước khổng lồ và tuổi thọ cao, người ta thực sự biết rất ít về loài cá mập này. Cá mập tiến hóa khoảng 450 triệu năm trước khi khủng long hay thậm chí là kỳ cối xuất hiện. Cá mập Greenland là một phần của họ cá mập cổ xưa hơn 100 triệu năm tuổi. Họ này được gọi là Somniocidae, được đặt tên theo Somus, là một vị thần giấc cũ của người La Mã. Mặc dù di chuyển chậm chạp, cá mập Greenland là một kẻ săn mồi đáng gờm, một kẻ săn mồi đỉnh cao dưới độ sâu của đại dương. Nó ăn nhiều loại con mồi từ cá và hải cẩu đến cá voi và thậm chí cả tuần lộc hoặc ngựa. Một con cá mập Greenland được giải phẫu đã cho thấy xác cẩu gấu bắc cực trong bụng của nó. Không rõ liệu cá mập Greenland săn và giết tất cả các con mồi này hay chỉ đơn giản là chúng ăn xác của những loài này khi rơi xuống đại dương. Cá mập Greenland dường như không ngại tấn công những sinh vật lớn. Có những quan sát cho thấy rằng cá mập Greenland săn được một con nai sừng tấm. Tuy nhiên, kích thước của con mồi này đã suýt nữa khiến nó mắc nghẹn. Cá đuối manta khổng lồ. Cá đuối manta khổng lồ đại dương có danh pháp là Mobula pyrrhosis, còn được gọi là cá đuối đại tây dương, là một loài cá đuối trong họ Mobulidae và là loài cá đuối lớn nhất trên thế giới. Nó phân bố toàn cầu và thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng cũng có thể được tìm thấy ở vùng biển ôn đới. Cho đến năm 2017, loài này được phân loại trong chim manta cùng với cá đuối manta rạng san hô nhỏ hơn Mobula anbradi. Cá đuối manta có đầu rộng với ngực hình tam giác và vây đầu hình sừng nằm ở cả hai bên miệng. Chúng có cơ thể dẹt theo chiều ngang với mắt nằm ở hai bên đầu sau vây đầu và khe mang ở bề mặt bụng. Đuôi của chúng không có bộ xương hỗ trợ và ngắn hơn cơ thể hình dĩa của chúng. Với lưng nhỏ và có gốc đuôi, cá đuối manta có thể nặng tới 1,3 tấn. Ở cả hai loài, chiều rộng bằng khoảng 2,2 lần chiều dài cơ thể. Mobula pyrrhosis đạt chiều rộng ít nhất 7m, trong khi Mobula anbradi đạt chiều rộng khoảng 5,5 m. Cả hai loài đều được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt kê là loài dễ bị tổn thương. Các mối đe dọa do con người gây ra bao gồm ô nhiễm, vướng vào lưới đánh cá và việc thu hoạch trực tiếp các phiến mang của chúng để thực hiện trong y học Trung Quốc. Cá đuối manta đặc biệt được đánh giá cao vì các phiến mang của chúng được buôn bán quốc tế. Tốc độ sinh sản chậm của chúng làm trầm trọng thêm những mối đe dọa đây. Chúng được bảo vệ tại các vùng biển quốc tế theo công ước về các loài động vật hoang dã di cư, nhưng dễ bị tổn thương hơn khi ở gần bờ. Những khu vực mà cá đuối manta tụ tập rất được khách du lịch ưa chuộng, chỉ một số ít bể cá công cộng đủ lớn để nuôi chúng. Cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn có danh pháp khoa học là Carcharodon carcharias, còn được biết đến với tên gọi khác như mũi kim trắng, cá chân trắng, và là công cụ để các nhà làm phim vắt sữa khi mang nó lên phim. Cá mập trắng lớn được tìm thấy ở miền duyên hải trên khắp các đại dương, được cho là một trong những loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới còn tồn tại, với bảo vật được bảo quản lớn nhất có chiều dài 5,83 m và trọng lượng khoảng 2 tấn khi trưởng thành. Tuy nhiên, hầu hết đều nhỏ hơn, con đực dài từ 3,4 đến 4 m và con cái dài trung bình từ 4,6 đến 4,9 m. Cá mập trắng lớn là một trong những loài săn mồi chính của động vật có vú biển, chẳng hạn như hải cẩu và cá heo. Loài này trưởng thành về mặt sinh sản khi khoảng 15 năm tuổi và trước đây được cho rằng vòng đời hơn 30 năm. Vòng đời thật của cá mập trắng lớn còn dài hơn nhiều, nên được ước lượng khoảng 70 năm hoặc là hơn, làm nó trở thành một trong những loài cá sụng sống lâu nhất. Cá mập trắng có thể đạt tốc độ bơi lên đến 56 km/h. Cá mập trắng lớn là loài duy nhất còn sống trong chi các Carcharodon và đứng đầu trong các loài cá mập tấn công con người. Cá mập trắng lớn được miêu tả trong văn hóa đại chúng là loài ăn thịt người hung dữ, phần lớn do cuốn tiểu thuyết Jaws của Peter Benchley và bộ phim chuyển thể sau đó của Steven Spielberg, người là đạo diễn của Jurassic Park 1993. Con người không phải là con mồi ưa thích, nhưng dù sao thì nó cũng là nguyên nhân gây ra số lượng lớn các vụ cá mập tấn công con người mà không có lý do gây tử vong được báo cáo và xác định. Tuy nhiên, các vụ tấn công này rất hiếm, thường xảy ra ít nhất 10 lần mỗi năm trên toàn cầu. Cá mập Basking. Cá mập Basking có tên khoa học là Cetorhinus maximus, còn được gọi là cá nhám phơi nắng, loài cá lớn thứ hai trên thế giới sau cá mập, và thứ hai trong ba loài cá mập ăn sinh vật phù du, cùng với cá nhám voi và cá mập miệng to. Nó là loài di cư quốc tế được tìm thấy ở tất cả các đại dương ôn đới trên thế giới. Cá mập Basking thường có màu xám nâu với đốm da. Răng của cá mập Basking rất nhỏ và rất nhiều, thường được đến 100 cái mỗi hang. Răng có một đỉnh hình nón duy nhất, được uốn cong về phía sau và đều giống nhau ở cả hàm trên và hàm dưới. Nó từ đâu đã là loài thương mại quan trọng như một nguồn thực phẩm, vây cá mập, thức ăn gia súc và dầu ghen cá mập. Khai thác quá mức đã làm giảm số lượng quần thể của nó, đến điểm mà một số nơi đã biến mất và có những nơi khác cần được bảo vệ. Loài cá mập này thường sống đơn độc, chúng chỉ đến với nhau vào mùa giao phối. Mặc dù các nhà quan sát chưa bao giờ thấy chúng giao phối, các nhà khoa học không chắc chắn 100%, nhưng họ cho rằng loài cá này có thể sống đến khoảng 50 tuổi.
Con cá mập Baskin lớn nhất từng được đo lường bởi khoa học nặng khoảng 4,2 tấn và dài gần 12 mét. Cá mập vôi. Cá nhím vôi hay cá mập vôi có danh pháp khoa học là Rhynchodon tibus. Nó là thành viên đặc biệt của phân lớp Elasmobranchii, bao gồm cả cá mập và cá đuối, của lớp cá sụn Chondrichthyes. Loài cá này nắm giữ nhiều kỷ lục về kích thước trong vương quốc loài vật, tiêu biểu nhất là danh hiệu động vật có xương sống không phải thú lớn nhất còn tồn tại. Ngoài ra, đây cũng là thành viên duy nhất của họ Rhynchodon và là thành viên cuối cùng còn sót lại của họ Rhynchodontidae. Loài cá này có thể nặng tới 21,5 tấn và dài tới 12 mét. Miệng của một con cá nhám vôi rộng khoảng 1,5 mét. Hàm của chúng có hơn 300 cái răng, nhưng có tác dụng như một máy lọc thức ăn. Chúng không được sử dụng những chiếc răng này để ăn. Loài cá mập này sống ở vùng biển nhiệt đới trên 70 độ F. Nó sống dọc theo bờ biển và ở vùng nước mở. Mặc dù nó thường dành phần lớn cuộc đời của mình một mình, nhưng có rất nhiều báo cáo cho thấy có tới 400 cá thể tụ tập gần nhiều địa điểm, bao gồm cả ngoài khơi bờ biển Yucatan. Thức ăn của cá mập vôi rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên chúng chỉ ưa thích các sinh vật phù du. Chúng thường đạp vây vào các đàn san hô, sau đó há chiếc miệng khổng lồ và hấp trọn các sinh vật phù du này. Cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ còn được gọi là cá heo đen lớn hay cá hổ kình, có danh pháp là Oxynus orca, là một loài cá voi có răng, là thành viên lớn nhất của họ cá heo đại dương. Đây là phân loài lớn nhất trong họ. Cá voi sát thủ sống tại các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực cho đến các vùng biển nhiệt đới ấm áp. Cá voi sát thủ linh hoạt, nhanh nhẹn và là một loài động vật ăn thịt thông minh. Với kích thước từ 6 đến 8 mét và nặng 6 tấn, một số có thể đạt đến kích thước gần 10 mét và nặng 10 tấn. Chúng linh hoạt, nhanh nhẹn với nhiều răng sắc nhọn. Nhờ thế, chúng có thể tấn công và ăn tươi nuốt sống bất kỳ loài động vật nào. Một số ăn cá, một số săn các loài thú biển như sư tử, hải cẩu, cá voi và cả loài cá mập trắng lớn cũng là nạn nhân của nó. Nhưng cũng có một số trường hợp nó hóa kiếp cho những sinh vật khác nhưng không phải vì muốn ăn. Nó là loài săn mồi đỉnh cao và không có kẻ thù tự nhiên xứng tầm, ngoại trừ con người. Cá voi sát thủ cũng xuất hiện nhiều trong thần thoại của các nền văn hóa bản địa và danh tiếng của chúng trong các nền văn hóa khác nhau dao động từ việc là linh hồn của con người đến những kẻ giết người tàn nhẫn. Cá mập yêu tinh. Cá mập yêu tinh có danh pháp khoa học là Mitsukurina austoni, là một loài cá mập biển sâu, loài còn sống duy nhất trong họ Mitsukurinidae, một dòng dõi có niên đại khoảng 125 triệu năm. Loài này được tìm thấy ở vùng biển sâu, rất sâu, nơi mà ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới. Chúng có thể được tìm thấy trên khắp thế giới, từ Úc ở Thái Bình Dương tới Vịnh Mexico ở Đại Tây Dương. Chúng được biết đến nhiều nhất là ở vùng biển quanh Nhật Bản, nơi mà các loài được phát hiện lần đầu tiên nhờ vào khoa học hiện đại. Cá mập yêu tinh không đáng sợ bằng kích thước, lực cắn hay bản năng săn mồi, mà là vì vẻ bề ngoài của nó. Đây có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất so với các loài cá mập khác bởi hình dạng xấu xí, trong khi cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác, nó còn có một cái sừng dài hơn cả mõm giống. Ai thấy sợ nó chứ? Nhìn nó, tôi liền tưởng ngay tới con siêu thú của Gao Chúa trong Siêu Nhân Gao ấy. Ngoài ra, chúng có cơ thể chủ yếu là màu hồng, cùng với bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp con mồi. Cá mập yêu tinh săn mồi bằng cách cảm nhận sự hiện diện của con mồi nhờ các bộ phận cảm ứng điện trên cái sừng hình bay và mõm, bởi môi trường sống của chúng là những nơi thiếu ánh sáng. Khi một con cá mập tìm thấy con mồi, nó đột ngột nhô hàm của nó ra, trong khi đó chúng sử dụng cơ lưỡi giống như để hút con mồi vào. Cá đuối gai độc. Cá đuối gai độc là tên để chỉ các loài cá đuối có gai độc trong bộ Myliobatiformes, có danh pháp khoa học Dasyatis violacea. Là loài cá đuối sống ở biển có gai có độc. Đây là sinh vật năng động nhất trong họ nhà cá đuối gai độc. Cá đuối gai độc sống lang thang trong các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cá có thân hình dẹt, có vẻ nhu mì, kẻo lả, gần giống hình tam giác. Có một cái mõm tròn, mắt nằm trên đỉnh đầu. Thân mình con được trưởng thành dài khoảng 0,8 mét, cân nặng khoảng 20 kg. Thức ăn chính của cá đuối gai độc là động vật thân mềm và cá nhỏ. Cái đuôi của cá đuối gai độc trông giống như cái roi và dài gần gấp 3 lần chiều dài thân mình. Những cái gai nguy hiểm đó chẳng khác nào những mũi dao có tẩm thuốc độc, có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, cá đuối gai độc bình thường hiếm khi tấn công người. Khi bị gai cá đâm, lập tức cảm thấy đau nhức dữ dội, nhiễm độc nặng, có thể gây sốt, dần dần dẫn đến liệt, hôn mê, ức chế hô hấp, sốc nhiễm độc. Thông thường, khi bị tấn công như dẫm đạp lên người, săn bắt, quay chụp ảnh gần sát cá, lập tức
cá đuối sẽ phản xạ tự nhiên là dùng gai đuôi đâm vào đối phương để tự vệ. Có trường hợp nhà bảo tồn động vật hoang dã Steve Irwin đã thiệt mạng vì cá đuối gai độc sau khi bị một con cá đuối gai độc tấn công trong lúc quay phim tài liệu. Hậu quả do độc tố gai đuôi cá đuối gây ra trên thế giới đã có nhiều. Trong 5 năm, từ năm 1992 đến năm 1997, ở Colombia có hơn 2.000 trường hợp bị cá đuối tấn công, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Thậm chí, dù đã chết, nhưng xác của chúng vẫn có thể gây nguy hiểm, phần gai độc của chúng vẫn có thể gây đau đớn nếu vô tình chạm phải. Vầy của cá đuối gai độc là một món ăn phổ biến và được ưa chuộng tại các nhà hàng ở Veracruz, Mexico. Số 7. Cá mập Obegon. Cá mập Obegon, hay còn gọi với cái tên là cá mập thảm, có danh pháp khoa học là Eucrosohimus dasypogon, một loài cá mập thuộc họ Orectolobidae. Cá mập thảm sở hữu thân hình khá to lớn theo dáng dẹt, màu sắc da lốm đốm và những cái râu xung quanh. Cá mập thảm có 5 khe mang, 2 vây lưng không có gai và một cái miệng nhỏ, một số loài có râu. Cá mập thảm được mệnh danh là bậc thầy ngụy trang dưới đáy đại dương. Bằng cách lợi dụng tấm da lốm đốm màu sắc và râu ria giống như dòng biển, chúng giả làm san hô, ẩn thân trong lớp cát dưới đáy biển. Tuyệt chiêu của loài cá mập này là nằm yên dưới lớp cát. Khi con mồi lơ đễnh tiến đến đủ gần, chúng tấn công chớp nhoáng bằng cách mở miệng cực rộng, sau đó ngậm lại nhanh chóng, không để con mồi thoát thân. Hiện tại, cá mập thảm được xếp vào loài động vật ở mức gần nguy cấp. Số 10. Cá nhạn đen. Cá nhạn đen có danh pháp khoa học là Chiat modonige, là một loài cá biển sâu thuộc họ Chiat modontidae, phân bố ở nhiều vùng biển thế giới, bao gồm các vùng biển nhiệt đới và ôn đới thuộc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cần lặn rất sâu nếu muốn quan sát một cá thể sống. Chúng thường hoạt động ở độ sâu khoảng từ 700m đến 3.000m dưới biển, nơi ánh sáng mặt trời khó chạm tới. Nhằm đảm bảo không bỏ lỡ con mồi, cá nhạn đen phát triển một bộ hàm ấn tượng với cái bụng giống như quả bóng, cho phép chúng nuốt chừng những con mồi lớn hơn cả bản thân. Loài cá này chỉ dài 25cm, nhưng có thể nuốt những con cá dài hơn gấp đôi và nặng gấp 10 lần. Phần miệng rộng của chúng được trang bị những chiếc răng hữu hiệu, không chỉ ở hàm mà còn trong vòng miệng. Răng cửa hình móc và dịch chuyển được, nên dù có thể bị đẩy vào trong để tiếp nhận con mồi, răng cũng giúp ngăn con mồi chui ra. Chúng có thể và thực sự đã nuốt cả con cá lớn hơn bản thân. Một điều tưởng như bất khả thi nhưng thực tế vẫn xảy ra. Số 11. Cá chiêm tinh khổng lồ. Cá sao khổng lồ có pháp danh khoa học Cathetostoma giganteum là loài cá biển thuộc họ cá sao Uranoscopidae, được tìm thấy trên các thềm lục địa quanh New Zealand và là loài đặc hữu của khu vực đó. Chúng còn được gọi là mangfish, dịch nghĩa đen là cá thầy tu, nhưng không nên nhầm lẫn chúng với loài mangfish ở Bắc Bán Cầu, là loài cá thuộc một chi cá khác hoàn toàn là Lophius trong một bộ khác, Lophiformes. Đây là loài cá thường sống ở độ sâu từ 40 đến 800 mét dưới đáy biển, có chiều dài cơ thể từ 18 đến 90 cm, với hàm răng lởm chởm, nhọn hoắt và đôi mắt hung ác. Cá chiêm tinh cũng được xếp vào những loài cá xấu xí nhất thế giới. Là loài động vật ăn thịt chuyên đánh lén, khuôn mặt hếch cho phép cá chiêm tinh giấu gần như toàn bộ cơ thể dưới cát hoặc bùn, chờ con mồi bơi tới gần. Khi há miệng, cá chiêm tinh có thể biến thành hố sát thủ với khả năng nuốt trọn con mồi có kích thước tương tự chúng. Một số loài cá chiêm tinh thậm chí còn có thể hút mồi bằng lưỡi dài. Vài loài khác có cặp cựa cực độc phía sau đầu hoặc cơ quan phóng điện nằm giữa hai mắt. Đây là vũ khí giúp chúng làm tê liệt con mồi nhỏ hoặc gây đau đớn cho những loài lớn hơn. Số 12. Cá cần câu lưng gù. Cá cần câu lưng gù có danh pháp khoa học là Melanocetus johnsoni, là một loài cá quỷ đen trong họ Melanocetidae, có nghĩa là cá voi đen trong tiếng Hy Lạp. Cá cần câu sống ở độ sâu 2.000m, có vẻ ngoài cục mịch, kỳ dị. Mình chúng tròn trịa như một quả bóng, khiến mọi người có cảm giác chúng có thể nuốt chửng một người nào đó mà không mấy khó khăn. Loài này có cái miệng rộng hoác với hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa. Chính những đặc điểm bên ngoài này mà khiến chúng có cái tên thứ hai là quỷ đen xấu xí. Con cá cần câu có cái miệng lớn chứa đầy răng sắc nhọn và dạ dày khổng lồ giúp chúng có thể ăn gần như mọi thứ chúng gặp phải. Dạ dày của chúng có khả năng giãn nở cao và dễ dàng mở rộng, cho phép chúng tiêu thụ những bữa ăn nặng hơn cả trọng lượng của chúng. Một cá thể cá cần câu nặng 8,8 gram đã được thu hồi bằng lưới kéo và mẫu vật được phát hiện có 3 con lươn mỏ nhọn với tổng trọng lượng là 12,3 gram trong dạ dày.
Vừa rồi là video tổng hợp các sinh vật kỳ dị và to lớn nhất đại dương hiện tại mà mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy sao về các loài này và có góp ý gì thì cứ bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích thì đi làm like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultrasia trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.